Dạ vâng, em chào các bạn, xin chào các anh chị. Nay em sẽ báo giá nhanh cũng như là một số mặt hàng cần bán xả thanh lý. Bởi vì cũng là cuối năm rồi, bên em cũng sắp nghỉ nha. Và cũng còn những mặt hàng lên tin này này. Em sẽ bán xả lỗ một số mặt hàng luôn nha, để nghỉ Tết. Trước tiên là em sẽ đi vào một cặp vỏ của Sony. Đây là hàng bãi xịn nha, bát 20 này. Và một lỗ chép kèn nằm ở trên nha, hai loa. Đấy, còn tổng thể thì nó còn tương đối là đẹp. Và nó có hai đốt thông hơn ở phía dưới nha. Đó, đây là dòng Sony này. Và cái mặt sau của cái con Sony đây. Đấy, anh em nhìn hình đánh giá nha. Đấy, mặt sau của nó đây. Và cái tem của Sony này. Con này là được made in Malaysia. Đấy, dòng này dòng của Nhật nhưng mà đáp tại bên Malaysia nha. Đó, thông số của nó đây. 110W này, 6 ohm. Cái cặp vỏ này thì anh em về có thể gắn loa bát, loa chép vô xài bình thường nha. Bởi vì vỏ nó thì nó không bị xì hay là nó không có bị bể nha, nó chỉ bị xấu ở nhiều dòng cái cạnh này thôi, mặt trước thì còn đẹp. Và cái cặp vỏ này em sẽ bán cho anh em là 300 ngàn một cặp vỏ này. Nó cũng còn cả những cái con tụ nữa này, ở trong đây thì nó còn cả tụ nha. Đó, anh thấy, anh em thấy không, nó hai, có hai cái con tụ để cản chép nha. Còn cái dây đỏ đen là dây bát đấy, cái dây mà có hàng tụ phồng ra đấy là dây, cái dây để cản loa chép nha. Đó, giá là 300 ngàn cặp vỏ Sony này nha. Đấy, anh em về có thể mua loa, mua loa chép cánh vô. Còn phía trên của nó là một con âm ly Onkyo 755N 25 mã sạc 100 nha. Đây chính là model của nó này. Nó có loại 755 sạc 75 nữa. Nhưng mà cái con này là đời cao nha, sạc 100 luôn. Tình trạng của nó thì zin xịn cũng như là hoạt động bình thường. Nó chỉ là bị mờ những cái chữ này. Đó, anh em thấy nha. Mờ những cái chữ này này. Đó, em nhập về 4 con. Nhưng mà bán đa số 4 con toàn lỗ thôi. Con này em cũng sẽ xả luôn, xả lỗ cực nặng cho các bác luôn này. Em nhập bên Campuchia về tới Việt Nam mình luôn á, vận chuyển luôn á, là tầm khoảng 3,9 triệu, gần 4 triệu. Nhưng mà em sẽ bán là 3 triệu nha, bởi vì nó bị mờ này. Đó, bị mờ những chữ này nha. Còn tình trạng thì hoạt động bình thường, không vấn đề gì. Đó, mờ những chữ này này, em bán 3 triệu nha. Con này hai hộp mago hai bên này. Ở dưới đây thì nó có vết chày một tí, nhưng mà không sao, các bác cứ về về xử lý nha, hoặc là để như vậy nghe cũng được. Còn mặt sau của cái con âm ly Onkyo đây, model của nó này, cũng như là công suất là 130W điện 100V và made in Japan nha, hàng xịn nòi luôn. Đó, còn đầy đủ, mặt sau của nó tương đối là đẹp nha, không có bị chày xước xát hay là bị bẻ nở nha. Nó hai hồ má gỗ của nó này, còn rất là đẹp. Đó, giá 3 triệu con âm ly này nha. Một dòng âm ly cổ cho ra chất âm cũng rất là hay. Tiếp đến đó là hai con đẩy Victor này. Một con đẩy vít to và một con đẩy này nó có tên là gì cũng chưa rõ nha. Đây là thương hiệu của nó, đây toàn là tiếng Anh, tiếng Tàu thôi. Cái con đẩy này thì trước tên là cái con đẩy màu xanh này nha, chữ màu xanh này, nó chạy 8 sò đó, 8 sò này. Thì đây là đẩy 2 cân này, công tắc. Còn hai nút này là nút gì em cũng chưa tìm hiểu nha. Inform vô của nó này, như ở dưới là một cái nút phone, mình để đeo tai nghe cho mình nghe vẫn được nha. Còn là đùi ghe của nó đây, một tăng phone này 8 sò, cũng là một cái tụ. À, một cây quạt đấy. Còn đây là mặt sau của nó này, nó ghi toàn là tiếng Anh nha, điện 100V này và không có ghi cái số watt đấy, điện 100V nha. Còn đường vô của nó, đường vô 6 ly và đường vô dốc bông sen đó, nó có hai kiểu vô nha, anh em xài kiểu này cũng được hết. Để 2 kênh này, con này thì giá 2 triệu 700 ngàn nha. Đó, bán xả cho anh em luôn, 2 triệu 700 ngàn, cũng như là giá lỗ thì mình chuyển rồi. Cái con này nhập bên Cam về tới đây nó không là cả 2 triệu 7 mấy chục ngàn đấy, giờ bán 2 triệu 7 nha, lỗ thì mình chuyển cho anh em luôn. Còn một con đẩy Victor này nữa, đây là Victor PSA 150, cũng là đẩy 2 cân nút nguồn này. Còn đây là hai công tắc, hai nút volin này, nó chạy 4 sò than xanh và đen nha. Đấy, những cái dòng sò than xanh đen này nếu kết hợp với vô với nhau á là nó đánh rất là hay, cũng như là đánh rất là mạnh nha. Bởi vì nó là hai màu mà, xanh đen này, đó anh em thấy nha. Còn tăng phô nguồn vuông 246, 6 tụ độc nguồn. Mặt sau của đại thì nó cũng ghi từ 8 đến 16 ohm này, đã trở kháng nha. Còn bên đây thì nó có đường vô thôi. Và bên hông của nó thì nó ghi thông số này. Đây thông số của đại Victor nha, Victor GVC là 1 đấy, 270W này, made in Japan luôn, điện 100V nha. Đó, đẩy nhiệt xịn này.
Đấy, cái con này thì em bán hồi trước em bán giá 2,8 triệu nhưng mà xả còn 2,5 triệu nha, bằng tiền vận chuyển luôn, bằng nha vốn luôn nha, là 2,5 triệu này. Để bác nào mua thì liên hệ cho em nha. Con này là 2,7 triệu, con này là 2,5 triệu nha. Hai con này thì chênh lệch nhau 200.000, bác nào mua con nào thì mua nha. Cặp loa ai qua. Cặp loa này là loa bát 20, màng giấy còn gân là gân vải lụa, còn zin xịn 100% luôn, zin ở gân luôn nha. Một loa chép này, một loa chép đôn và một loa chung giấy. Đó, ai qua là model của nó đây. SDZ 3000. Bát 20 e-căng đầy đủ nha, e-căng nó còn rất đẹp này. Đó. Cái cặp này em cũng bán xả luôn, hầu như là trong cái clip này đa số là bán xả, về vốn cho tới lỗ là nhiều nha, không có lãi luôn. Cái cặp này em nhập về cũng giá hơn 1 triệu rồi, nhưng mà hôm nay em sẽ bán là 1,3 triệu nha, không biết lỗ hay lời, em bán thẳng giá luôn là 1,3 triệu, hao đốt hơn phía dưới này. Hôm qua em cũng có bán một cặp loa ai qua 1,2 triệu rồi, nhưng mà hôm nay cặp này nó đẹp hơn nha, với lại nó nặng hơn cái cặp hôm qua một tí, nó hay hơn nha, thì em sẽ bán là 1,3 triệu đây. Đó, 1,3 triệu nha. Còn đây là mặt sau của loa ai qua này, 1,3 triệu của nó là Tokyo Japan nha, 6 ohm, đợi SDZ 3000, hàng này hàng xịn sò của Nhật luôn nha, giá là 1,3 triệu. Bác nào mua thì liên hệ cho em và cọc trước 300.000 nha, còn 1,000 thì thu hộ và cọc phí ship lên ạ. Còn một cặp loa nữa cũng là ai qua, nhưng mà cặp này nó chỉ có hai loa, cái là một loa bát khoảng 18-20 đấy, còn một loa chép nằm đây nha. Và cái thứ hai nữa là e-căng nó dính liền, nó e-căng dính liền luôn. Em sẽ quay xa ra này. Đó, quay xa luôn cho anh em xem nha. Hàng Nhật xịn luôn. Đây, Tokyo Japan này. Đó, Nhật xịn của nó luôn nha, Z1000. Và cái cặp ai qua dính liền căng như thế này em sẽ bán với giá là 900.000 đồng. Đó, xả lỗ cái cặp này luôn nha, 900.000. Bác nào mua thì liên hệ cho em. Còn cái cặp loa bát này, trước em về em bán tới 1,5 triệu. Đó, tình trạng của nó thì nó như thế này, có nghĩa là hai cái nó bị rách rồi nha. Đó, hai cái bị rách cái màng như thế này này, còn đồ zin xịn mà hoạt động bình thường, nó chỉ bị rách màng, rách gân thôi. Đây, còn cái cổ này cũng cực kỳ gấu này, cổ của Nhật luôn nha, xương gan đúc rất là dày. Đấy, cái cặp này thì trước em mua về tới đây không là 1,2 triệu rồi, phải bán phải 1,4 triệu thì mới có lãi, nhưng mà hôm nay em sẽ bán với giá là 1,1 triệu nha, lỗ luôn, lỗ tiền vận chuyển luôn. Cái này nó bị sức ra này, anh em mua về có thể gắn vô lại cho em nha, bởi vì em không có thời gian để làm mấy cái này. Đấy, 1,1 triệu nha, cặp bát hàng của Nhật, bát 25 nha. Đây này, về anh em xử lý những chỗ này cho em, 1,1 triệu nha. Đấy, bát 25 này. Còn cái con súp ở dưới là súp hơi hàng của Mỹ, thương hiệu Mỹ cũng như là công nghệ chất lượng đặt tiêu chuẩn của Mỹ nha, và được lắp ráp tại bên China. Đấy, cái con súp hơi này á là bát 30, màng giấy còn gân là gân mút to nha, sẽ có giá là 1,6 triệu này. Đấy, thì kỳ đó em về những cái con súp này em bán tới giá là trên 2 triệu đó. Còn bây giờ em sẽ xả luôn là 1,6 triệu nha, bát 30 này. Cặp loa V11, xin lỗi các bác, cặp loa V16, 3 loa nha, 2 loa chép này, 1 loa bát 20. Đây, cái cặp này em cũng giới thiệu trên clip rất là nhiều rồi. Cái cặp loa V16 này thì cũng nó chuyên về hát karaoke, chiều đó cũng rất là tốt nha, bát 20 của từ rất là to, to, rất là to luôn. Đấy, 2 loa chép và 1 vi tinh chỉnh của loa chép này, sẽ có giá là 5,7 triệu, bác nào mua thì liên hệ cho em nha, cái căn còn đầy đủ này. Đó, con đăng tiếng, con này là thế hệ mới của hãng TD Acoustic, đây là hàng dòng đăng tiếng chính hãng nha. Đây, có tem của nó nữa này. Đấy, tem chống hàng giả luôn, cái hàng giả của nó hiện nó tầm khoảng 900-800.000 hoặc là 1 triệu đổ lại thôi. Còn cái con TD Acoustic chính hãng này, công nghệ mới, đời mới nha, đời cao này, sẽ có giá là 1,2 triệu nha, hàng full hộp full shop luôn. Còn một con nữa này, đó, giá là 1,2 triệu một con nâng tiếng này nha. Tiếng nâng lên rất là phê, bát rất sâu và chép rất sáng nha. Những cặp loa chép JBL đấy, em vừa về tới cặp nữa này. Đấy, hai cặp luôn. Đây, đây một cặp nữa.
Đây, cái cặp này hồi trước em bán là 600 ngàn một cặp, JBL xịn nha. Đấy. Cái này thì em gắn tụ cho sẵn rồi, bác nào mua thì cũng có tụ cản luôn nha. 600 ngàn một cặp này, nhưng mà hôm nay clip này em sẽ bán với giá là 800 ngàn 2 cặp. Đấy. Từ 600 ngàn một cặp bây giờ lên còn 800 ngàn 2 cặp nha. Bác nào mua thì liên hệ cho em. Chuyển khoản 800 ngàn em sẽ bao ship luôn. Đó, 2 cặp nữa này. JBL chép này là chép lụa nha, xịn sò luôn. Đây, thông số của nó đây nha. Đây là thông số của cái loa chép này. Đấy, JBL nha. Toàn là USA thôi. Đấy, hàng zin xịn luôn, chép lụa là tiếng rất là sáng. 800 ngàn 2 cặp anh em nha. Còn bộ hộp loa mic chép này em còn một bộ nữa thôi. Bộ này là một loa mic này và một loa chép nằm ở trên đây nha. Đó, nó giống như là tháo ở trong những thiết bị như là tivi siêu mỏng của Nhật ra đó. Đó, cái cặp này thì hai cái một bộ cặp này thì em sẽ bán là 200 ngàn đó, 200 ngàn một cặp này nha. Về chuyên chưa về nghe nhạc, không đi hát karaoke anh em nha. Đó, giá là 200 ngàn này. Còn một cặp cũ nữa, cũ này thì tương đối là xịn này, bên cam vừa gửi vài cho em luôn. Bóc ra. Đây là củ chép kèn của JBL đời 4 số nha. Đây là model của nó đây, 2414 made in Mexico luôn. Hàng xịn sò nha, một cặp thôi. Cặp này sẽ có giá là 2.500.000. Đó, bắt là mua thì liên hệ cho em và cọc trước cho em 300.000 nha. Đây này, cặp này nhìn nó rất là xịn sò luôn, rất là nặng nha, cầm lên rất là đầm tay và đá tay luôn này. Đây là model của nó, 2414H made in Mexico. Đây, trên cái củ loa của nó thì nó in những chữ JBL này. Đấy, JBL nha. Còn phía cặp loa của nó là cộng này, bên đây cộng nha. Còn bên đây là trừ này. Anh em nào mua cái cặp loa chép này về thì hát karaoke phê lò luôn, gắn thêm cái kèn của nó vô nữa thì rất là bay nha. Và khi mua về thì anh em nhớ đấu đúng cọc âm dương của nó nha, nếu mà không đúng thì tiếng chép nó ra sẽ không hay. Đó, bên đây cộng này, ở bên đây trừ. Có một logo in khắc nổi của JBL luôn. Đấy, gắn họng vô này hát karaoke tuyệt ga nha. Đây là họng chép kèn này, chép này dành cho chép kèn nha. Đó, giá là 2.500.000 một cặp này. Đấy, bác nào bước chơi thì liên hệ cho em. Đồ xịn sò nha. Đổi giá 2.500.000 ạ. Đấy, em vừa giới thiệu xong những mặt hàng cần xả cũng như là báo giá lỗ trong clip ngày hôm nay. Anh chị nào hoặc là các bác nào cần những mặt hàng nào thì liên hệ cho em nha, qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc nha. Đây, cái giá trên là em chưa có bao ship bất cứ một sản phẩm nào nha, bởi vì giá này giá xả hết trơn rồi. Đây, bác nào mua thì liên hệ cho em và nên nhớ là cọc nha. Còn bác nào mà mua hàng mà không cọc á thì xin đừng điện thoại cho em làm gì cho mất thời gian đôi bên nha, bởi vì em rất là không thích những cái bác mà mua hàng rồi không cọc rồi lên tôi cứ nhận hàng. Đây, em nghe riết em quen lắm rồi. Xong rồi hàng lên thì không có nhận hàng, bắt đầu tìm cách rồi bớt tiền, kêu chê này chê nào nó bớt tiền. Rồi nói là không bớt và rồi không có theo ý của ống á, thì ống sẽ cho hàng về. Đây, em nói rất là nhiều bác. Rất là nhiều bác trong cái trường hợp này nha. Bởi vì bác nào mua hàng của em thì xin mua đồng cọc thì em mới bán nha. Còn không cọc thì em sẽ không bán cũng như là không có gửi hàng. Nên mong có bác nào mà xem kênh của em thì cũng thông cảm cho em về vấn đề này. Rồi, và em xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các anh chị, các bác rất nhiều đã quan tâm và theo dõi video của em ạ. Em xin kính chào tạm biệt.